Rồi giờ mạnh thường quân giờ với cô các cô không phải các là chú giúp đỡ tụi con vậy thì con quá quý quá mừng quá vui. Thôi vậy con cũng cố gắng mà mặn lo cho con cái nó ăn học. Thì chúc cô chú với mạnh thường quân sống lâu trăm tuổi với con cháu. Đó cái đó nè, 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu nè, 4 triệu nè, 4 triệu 7 nè. Dạ. Cái đó là cái số tiền này là vốn còn lại mình sử dụng sau. Dạ. Cái số tiền kia là số tiền chăn nuôi. Dạ. Và anh gõ cái phần đó không? Dạ gõ. Rồi thưa cô bác quý anh chị, Bùi Hồ thời gian sắp tới sẽ thường xuyên quay về một hoàn cảnh gia đình của anh, quay về những cái bữa ăn nhân dạ của gia đình anh Sang với lại Dương với lại hai bé cho cô bác quý anh chị xem. Cô bác quý anh chị nhớ ủng hộ kênh mới của Bùi Hồ và gia đình anh Sang, đó là kênh Miền Sông Nước Channel. Thì Bùi Hồ để ở cái phần link ở dưới. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Sang để quay cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là công bố lại danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình của anh Sang, đồng thời là quay tổng thể về ngôi nhà cũng như là chăn nuôi cho gia đình của anh. Cô bác quý anh chị thấy cái mặt đằng trước nè, cũng ở đây đằng trước này chưa có tô luôn á. Và điện thì đi được hướng bên kia. Mặt trước gắn cửa rồi xong hết. Bây giờ thì anh Sang với lại Dương đang trà gòn. Và cái cánh cửa nè đang trà gòn ha. Nhà cô bác quý anh chị thấy ngôi nhà sáng không? Chưa có bật đèn á. Vẫn đang trà tranh thủ, đang cố gắng ăn liên quan. Đây có đèn nè. Nhà cửa chưa gì hết trơn à. Rồi anh đã cho Dương làm đi. Dạ. Mệt dữ ha. Hồi sáng mới tảo mộ xong cô bác quý anh chị. Đây, đây là cái cánh cửa mới gắt vô nè. Cánh cửa này an toàn ha. Mưa gió thì có thể ổ dây điện này sao đóng lại được. Rút ra ha. Cô bác quý anh chị thấy nhà đẹp không? Đẹp ghê ha. À, đóng cánh cửa, đây là cánh cửa trước. Ngoài trước rồi chắc cũng còn hết tiền nên là nữ là thiếu miếng nên không có bê luôn. Đây là cánh cửa nè. Có gại đây luôn nè. Mưa gió đâu tạt vô được, kín mít luôn. Dạ. Tối ngủ mát không anh? Mát. Mát hả? Ngày này thì coi như thế này xong, còn thiếu vật dụng ở trong nhà thôi. Dạ. Rồi mở rồi ra đây. Trong nhà gì cũng im mà, cánh cửa này là cũng thấy chắc chắn ghê á. Rồi qua bên đây đi. Đi vô nhà. Dạ. Anh này mới dọn ngày hôm 19, bữa nay là 20 rồi. 20 âm lịch. Này cái cửa phòng này cô bác quý anh chị. Đó. Ở đây thì đi gòn chưa? Chưa. Chưa đi ha. Chưa có đi gòn. Đây có cái quạt gió ha. Dạ. Gió cũ này nhà bên kia. Rồi cánh cửa, đây là cửa sổ nè. Mưa thì không bao giờ tạt vô được. Đó. Nói chung im á. Trần thích dữ không? Trần với Lý thích dữ không anh? Dạ. Hả? Thích. Thích hả? Dạ. Cái đường này thẳng luôn từ trước ra sau. Sơn màu này lên thì nhìn rất là sáng luôn. Đó. Đây là nhà vệ sinh nè. Đây là ánh sáng nhìn từ sau ra đằng trước nhà cô bác quý anh chị, gồm có hai phòng. Phòng của anh Sang với lại Dương thì nằm ở bên đây. Phòng Lý với lại Trân thì nằm ở bên kia. Lý với Trân nằm bên kia. Hôm qua mới dọn đồ vô ngủ nên thành nữ ra là cũng còn hơi bề bộn ha. Dạ. Với lại thiếu cũng nhiều. Dạ chưa có làm, chưa có sẻ, từ từ mới chuyển qua được. Dạ. Đây có cánh cửa, mỗi cánh cửa nó đều có cửa sổ á, mỗi nơi nó đều có cửa sổ hết cô bác quý anh chị. À. Đó, quay tổng thể cho cô bác quý anh chị xem nè. Đó. Anh cũng chưa có chọn kịp nên mai mốt mình vô mình thăm á, mình quay lại cho cô bác quý anh chị xem luôn. Cái dạ. Cửa này là cái bếp này để dùng để nấu ăn. Đó, lót gạch hết trơn luôn nè. Này lót gạch men hết trơn đó, thấy không? Gạch bông á, nhìn đẹp ha anh. Dạ. Đây có ô điện để bắt nồi cơm điện luôn nè. Điện có đủ hết luôn.
Dạ. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh xả nước vô được chưa? Rồi, được rồi. Xả nước vô thùng này đây hả? Dạ. Rồi chừng nữa dội qua đây. Dạ. À. Rồi. Thôi mình đi ra sau, thẳng ra sau luôn. Đi, ra ngoài chuồng bò luôn. Dạ. Còn ngoài sau lưng này là cái sàn nước. Này mình nào mà mình có tiền á. Dạ. Mình làm lưới bơi 40 mình gào lên ha. Dạ dạ. Này tính mơ chịu gì lên xây lên cục gạch nó để dạ. Nó đây là chuồng bò nè cô bác của anh chị. Chuồng bò đây này thì riêng chú Hồng và các người bạn của chú tài trợ cho mùng nè. Trang bị mùng dưới mái choi, mái che đồ trên đó, bốn cái cột sắt ở đây, hai cái cột này thì làm bằng cây đó, tạm đỡ. Hang bò sao anh, ok không? Dạ ok. Vậy hả? Dạ. Ngon lành ha. Ngon. Cỏ ăn thì dư sức. Dư sức luôn hả? Ở đây cỏ đâu ăn đâu hết. Ừ, hai con nè. Dở dở thương không, có gờ đầu nó đâu không? Dở ra thì bằng ngày quá trời mồng. Ừ. Hai con. Hai con nào con nấy đẹp ghê luôn á anh Sang. Dạ. Anh chuyền cái bóng đèn ra đây cho nó sáng nè hả? Chuyền ra đây đốt cho nó sáng nè. Ừ. Thôi được rồi, hạ nó xuống đi anh. Để thôi mồng nó cắn nó. Con này còn gờ gẫm đâu được, còn kia nó còn hơi nhát quá. À chưa gờ được, con này thân thiện với mình hơn ha. Thân hơn. Ừ. Con anh, kia thì anh, nó còn anh có bò nhỉ? Nuôi gì thấy vui không? Vui. Vui nhiều không? Vui nhiều. Ừ, có. Sáng cái 5 giờ cái cha con đi, người đi nơi cái cắt cỏ. Ừ. Cái đầu trở về ăn đây tới trưa, tới chiều luôn. Nhiều khi mình mắc kẹt không chuyện đó. Dạ. Rồi ăn tới chiều. Ừ. Mình cũng có cái động lực trong cuộc sống chứ ha. Dạ. Có cái nuôi, có cái vốn. Nhà mà sau lưng này cũng bô ấy đồ hết rồi. Tô rồi xong hết rồi đó. Dạ. Đó, cho cô bác với chị thấy. Ồ, Dương quét bụi luôn. Ôi, quá bụi rồi chú. Ngưng Dương ơi. Ngưng đi. Thôi bây giờ mấy anh em mình ngồi đây đi. Dạ. Ngồi đây sẵn. Cho mát à. Ngồi đi anh. Bật quạt hả? Nhà này anh thấy thoáng mát chưa? Thôi. Anh cho nó quạt qua anh kia đi. Em không sợ đập nó, sợ nó thu cái tiếng gió. Tắt không được nữa anh ơi. Bụi. Ừ. Cái cảm giác của mình mà khi mình có được cái ngôi nhà như thế này thì sao rồi? Cái chắc cứ mừng vui. Cũng vì có cái nhà đặng cho con đồ này kia nó ở cho nó mình cũng an tâm. Ừ. Nói chung là thấy có nhà rồi, có bò, có gà vịt nữa thì còn gì bằng. Dạ. Đó. Thưa cô bác quý anh chị, thì cái ngôi nhà của anh Sang á, với lại cởi cả đi điện luôn, với lại mua tưa đồ luôn, thì tổng chi phí để xây dựng cho ngôi nhà anh Sang là 103.540.000 đồng. Dạ. Nó khoảng 100 triệu thì lúc trước thì mình dự toán thì khoảng 90 triệu thôi. Dạ. Anh nhiều anh dự toán khoảng 90 triệu nhưng mà bây giờ chi phí thì nó lại đụm lên cái chút, nó tốn dữ lắm. Dạ. Mình mấy thấy vậy chứ nó đẻ ra cái chút nhiều lắm. Ừ. Dạ. Nói chung là đẻ ra không biết đường đâu mà mò luôn á. Dạ. Ai. Đó là số tiền xây nhà của anh. Hôm trước á thì em cũng có công bố cho mình là cái số tiền mình còn dư lại là 4.635.000 đồng. Dạ. Với lại 3 triệu tiền chăn nuôi, mua gà vịt. Này là tiền này là của chú Hùng. Dạ. Ha, thì trước khi mà em giao tiền cho anh thì chắc có lẽ là em sẽ đọc lại cái danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ mình. Dạ. Thì bây giờ anh nghe cái nha. Dạ. Rồi. Cô bác quý chị, bây giờ Bùi Hồ sẽ thông qua danh sách mạnh thường quân ủng hộ cho anh Sang. Một là anh Lý Văn Thiệu là 500 đô, hai là chị Xuân Việt Kiều Úc 8 triệu, ba là anh Được Hồng Ngự 2 triệu. Bác Hòa Việt Kiều Úc 100 đô Úc tương ứng với 1.701.000 đồng. Anh Toàn Võ Jupiter Florida 100 đô. Chú Định là Việt Kiều Mỹ, người gửi cô Hoa là 100 đô. Anh Thanh là Việt Kiều Mỹ 500 đô. Đó là đợt 1. Tiếp theo là anh Bình Phạm Việt Kiều Mỹ là 200 đô tương ứng với 4.600.000 đồng. Anh Đạt Thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng.
Phạm Vũ ở Ohio ở Mỹ 1 triệu đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc là 5 triệu đồng, cô Diệu Hương ở Pháp là 8 triệu đồng, Phạm Hồng Sĩ là 200 nghìn đồng, chị Mỹ Xuyên ở Nhật Bản là 10 triệu đồng. Tổng đợt 3 là cô Hoa là Việt Kiều Mỹ, chú định gửi thêm 300 đô, một chị có pháp danh là Hòa Ngọc là 2 triệu đồng, Trần Minh Sang là 300 nghìn đồng, Nguyễn Thị Ánh Tiết là 100 đô. Đợt 4, Điệp Tôn Việt Kiều Mỹ là 4.556.000 đồng, chị Phụng là Việt Kiều Úc 3 triệu đồng, Trần Châu là Việt Kiều Mỹ 100 đô. Người gửi là Kiên Nguyễn, Anh Thành được tiếp tục gửi thêm 2 triệu đồng, chị Sương là Việt Kiều Mỹ 200 đô tương ứng với 4.638.000 đồng, cô Tiết là Việt Kiều Úc 3 triệu đồng. Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada 1.000 USD Canada tương ứng với 17.700.000 đồng, Ngô Hữu Tiến và Lê Hiền ở Canada là 200 đô Canada, anh Hùng Võ là Việt Kiều Mỹ 4.600.000 đồng tương ứng với 200 đô. Tiếp theo đợt năm là cô Tiết ở Việt Kiều Úc ủng hộ cho mình 1.500.000 đồng, chị Xuyên ở Nhật Bản ủng hộ thêm 500.000 đồng, chị Xuyên ủng hộ hai lần mà cũng anh được luôn, nhưng mà chú cũng ủng hộ hai lần luôn. Tổng cộng số tiền nhà, tổng cộng số tiền xây nhà của mình là 115.675.000 đồng, và chú Hùng cấp vốn của mình là 45 triệu, chú Hùng ở Canada và các người bạn cấp vốn của mình là 45 triệu đồng, tổng cộng số tiền của mình là 160.675.000 đồng là xây nhà và cấp vốn. Thì hiện nay thì cái số tiền của mình còn lại, số tiền của mình còn lại phần cấp vốn là mình mua bò thì mình còn lại, với lại xây chuồng, với lại mua trang bị bình mua tươi thì mình còn lại là 3 triệu đồng. Để và trong khi đó mình chưa mua gà vịt, với còn số tiền xây nhà mình còn lại là 4.635.000 đồng. Đó là cái số tiền, đó là danh sách Mạnh Thường Quân. Anh có muốn nói là nào với lại Mạnh Thường Quân không? Thôi giờ Mạnh Thường Quân giờ với cô cho các con các chú giúp đỡ tụi con vậy thì con quá quý, quá mừng, quá vui. Thôi vậy con cũng cố gắng mà mặn lo cho con cái nó ăn học. Chúc cô chú với Mạnh Thường Quân sống lâu trăm tuổi với con cháu. Rồi Dương có nói gì không con? Con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp cha con được căn nhà. Ừ, bò, gà, bò và gà và vịt. Ừ. Con gán chăn nuôi gà, vịt, bò. Ừ. Rồi hôm nay thì bây giờ anh thì rất là gành về chăn nuôi. Thì cái số tiền chăn nuôi của chú Hùng còn lại là 3 triệu đồng. Thì bây giờ số tiền đó ngày mai thì anh sẽ đi bắt cho em gà với vịt. Thì khoảng 50 con, mỗi thứ 50 con. Với lại mua cho em thức ăn. Mình trừ về sử dụng hết cái số tiền đó 3 triệu đồng cho em. Ha, cái số tiền bên chăn nuôi chú Hùng còn tới 6 triệu bàn nữa. Ha, 3 triệu đồng tiền đại tiệc để ăn tăng gia. Còn 3 triệu đồng còn lại thì anh mua gà vịt với lại thức ăn cho em, được chưa? Bắt cái 50 con. Ừ. Cho rồi mua mấy bao thức ăn dự trữ luôn. Nha. Rồi đó là em giao cho anh là 3 triệu đồng. Nha. Rồi cái đó là rồi mai mốt em sẽ quay thêm mình coi chăn nuôi này 3 triệu đồng này nè. Từ chú Hùng và người, các người bạn của chú ở Canada đó. Rồi tiếp theo còn 4.635.000 đồng. Thì đây là cái số tiền vốn dư còn lại mình còn sử dụng thời gian sắp tới, được chưa? Dạ. 4.635.000 đồng. Em giao cho anh luôn là 4.700.000 đồng, được không? Dạ. Đó, cái đó nè, 1 triệu nè. 2 triệu nè. 3 triệu nè. 4 triệu nè. 4.700.000 nè. Dạ. Cái đó là cái số tiền này là vốn còn lại mình sử dụng sau. Dạ. Cái số tiền kia là số tiền chăn nuôi. Dạ. Và anh gõ cái phần đó không? Dạ gõ. Rồi thưa cô bác quý anh chị, Bùi Hồ thời gian sắp tới sẽ thường di xuyên quay về một hoàn cảnh gia đình của anh, quay về những cái bữa ăn nhân dạ của gia đình anh Sang với lại Dương với lại hai bé cho cô bác quý anh chị xem. Cô bác quý anh chị nhớ ủng hộ kênh mới của Bùi Hồ và gia đình anh Sang, đó là kênh Miền Sông Nước Channel. Thì Bùi Hồ để ở cái phần link ở dưới. Cái kênh này thì Bùi Hồ sẽ cùng hỗ trợ với anh Sang. Em sẽ trang bị như hôm trước em nói, sẽ gạo cho anh mỗi tháng cho anh 500kg gạo. Rồi anh quay thì em sẽ chịu cho nha. Rồi để có như hỗ trợ và quan sát gia đình của mình coi sự tiến độ nó tới đâu. Được chưa? Rồi có muốn vậy đi thông báo với cô bác quý anh chị luôn là hôm nay là ngày 20 âm lịch và là ngày 1 tây tháng 2 đó. Thì bây giờ thì hôm nay thì coi như chuẩn bị cái công việc nhà là rồi ngày mai là ngày thứ tư mình ăn tăng gia. Thì bây giờ đồ thì
bây giờ mình làm từ từ, mình sắm sửa từ từ sau nha. Yeah. Rồi bây giờ chắc có lẽ là coi như về hoàn cảnh gia đình anh Sang quay 1-2 clip về tăng gia ăn mừng nữa là cho cô bác quý anh chị xem là xong. Rồi ngày mai anh đem gà dịch vô cho em. Yeah. Được không? Được. Ừ. Rồi Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước đã hỗ trợ gia đình của anh Sang với số tiền rất là lớn như thế này, cho anh có một cái ngôi nhà, có một mái ấm cho các bé, cho anh có được những cái vốn chăn nuôi để anh xoay sở trong cuộc sống và cho anh có được hạnh phúc cùng với các con của mình. Và cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Và một kênh thứ hai đó là Miền Sông Nước Channel, mong cô bác quý anh chị cùng ủng hộ cho Bùi Hồ cũng như là anh Sang. Và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở 1-2 clip sau. À, tất cả clip sau xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, giữ tiền ngày mai mua gà nha. Bận bộn quá. Cực không? Vất vả không? Dạ, nói ai không gà, chắc chả không hơn gì. Rồi bây giờ có được ngôi nhà còn buồn không? Nó hết buồn rồi. Vui. Còn đêm thì mình cũng coi ra tới luôn không bò vậy đó. Có bò vui hơn á. Có công việc để mình làm thế thôi, có nhà có cửa mà mình không có công việc làm thì mình đi cắt cỏ cho bò ăn rồi này kia, sáng vậy cái 5 giờ mình đi vậy chứ vui lắm. Vui hả? Yeah. Ừ. Sáng cái đẩy xe bò đi cắt cỏ. Rồi cái đầu về cái cơm nước, cái đầu quay qua làm công việc khác. Mỗi mốt cái vét đìa đầu lên đánh trồng cỏ. Vui hả? Dương con thì tối ngủ ở nhà mới sao Dương? Dạ vui, nó ấm. Ấm hả? Dạ. Ấm đầy đóng cửa sổ hết nè. Ngủ ở đâu? Con ngủ đây nè. Ngủ đây hả? Dạ, con ngủ đây nè. Ấm luôn hả? Dạ, ấm hỉnh à. Rồi. Để cái quạt vô chứ con có quạt. Ấm nhưng mà nó mát không? Ừ. Mát không? Mát. Nó mát lạnh đó. Mới lạnh như đó, nó mát là lạnh như đó. Ừ. Vậy là quá vui ha. Dạ. Tối có bật đèn ngủ không? Lấy bóng đèn ra cho bò rồi. Dạ hả? Dạ. Mai mua thêm cái bóng đèn. Dạ. Mai mua thêm cái bóng đèn cho đủ ánh sáng anh Sang. Còn 2 bóng nữa. Còn 2 bóng nữa. Ừ. Nhà sáng thiệt luôn á, nhưng mà con cái là bây giờ nó chưa có gì trơn ha. Dạ. Chỉ có điện với nước đồ đầy đủ hết rồi đó. Nhà này mà có cái tivi mà gắn ở đây nữa là ngon rồi. Là còn gì bằng nữa. Mà để làm mới có. Hả? Làm mới có mới mua được. Mua cái tivi nhỏ nhỏ gắn ở đây câu điện vô là êm lắm ha. Dạ. Nhìn sáng rồi á. Hôm nay coi như ngày thứ tư là ăn tân gia xong là bàn giao luôn. Dạ. Bây giờ coi như thống kê lại số tiền để thôi, ngày hôm đó nhậu nhẹt thì nhầm khi mình thống kê tiền nữa lu bu lắm. Yeah. Ừ. Bây giờ trét gon này, bây giờ gon chỉ đường ở dưới này sáng ghê luôn á. Ở cái màu gạch với lại cái màu sơn á nhìn hấp dẫn ha. Dạ, nó cũng đẹp màu. Ừ. Thôi rồi được rồi, về quay cho cô bác với anh chị xem vậy cho vui.